Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin nổi bật sau. Vài ngày trước, vũ công Phạm Lịch bất ngờ tố cáo ca sĩ Phạm Anh Khoa làm việc vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho cô tại cuộc thi Trời Sinh Một Cặp. Phạm Lịch còn tiết lộ cô đã bị Phạm Anh Khoa gạ tình bằng những lời nói và hành động khiếm nhã. Theo Phạm Lịch, khi bị cô phản ứng, Phạm Anh Khoa đã không dừng lại mà còn tấn công học trò nhiều hơn. Nữ vũ công đã trao đổi việc này với vợ của Phạm Anh Khoa, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn, khiến cho cô cảm thấy hoang mang, sợ hãi và buộc phải lên tiếng, tự bảo vệ bản thân. Chia sẻ của Phạm Lịch khiến cho làng giải trí dậy sóng. Nhiều nghệ sĩ và khán giả rất sốc khi nghe được những thông tin không hay về Phạm Anh Khoa. Sau vài ngày im lặng, mới đây chàng ca sĩ đã lần đầu tiên lên tiếng. Anh khẳng định đang bị Phạm Lịch vu khống và bôi nhọ hình ảnh. Nam ca sĩ tuyên bố sẽ cùng luật sư làm rõ các cáo buộc gian dối, mang tính suy diễn vô căn cứ và có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Phạm Lịch. Phạm Anh Khoa nói rằng anh sẵn sàng đưa ra các cơ quan điều tra, tòa án, các cơ quan có thẩm quyền. Nam ca sĩ yêu cầu Phạm Lịch dừng các hành vi xúc phạm danh dự cá nhân của anh. Scandal tình ái giữa Trường Giang và Nam Em đã nhận được sự quan tâm của báo giới, công chúng trong khoảng thời gian khá dài. Sau ồn ào này, Nam Em đã phải nhập viện truyền nước, lên chùa tĩnh tâm. Trường Giang theo tiết lộ của đồng nghiệp cũng bị khủng hoảng mất ăn mất ngủ. Riêng Nhã Phương vẫn xuất hiện tươi tắn tại sự kiện. Nhưng fan vẫn cho rằng người tổn thương nhất sau chuyện này chính là Nhã Phương. Nhưng cô cố gắng nén lại mọi thứ trong lòng. Tưởng rằng sau lùm xùm này, Trường Giang và Nhã Phương khó có thể hàn gắn. Thế nhưng mới đây một fanpage đã chia sẻ hình ảnh được cho là của Trường Giang và Nhã Phương khi đi ăn cùng nhau tại quận 4. Theo nguồn tin này, thì cặp đôi rất tình cảm khi đi ăn chung. Biểu hiện cụ thể là mười khó vẫn ân cần gấp đồ ăn cho bạn gái. Chiều ngày 3 tháng 5, danh ca Hương Lan đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu live show kỷ niệm 15 năm ca hát tại TP.HCM. Tuy nhiên khi sự kiện đã kết thúc và truyền thông các khách mời đã về hết, Phường Mỹ Trì mới có mặt để chúc mừng danh ca Hương Lan. Sự kiện bắt đầu từ 14 giờ nhưng phải tới 16 giờ giọng ca nhí mới tới dự. Hành động này của Phường Mỹ Trì đã khiến cho nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc và cho rằng còn nhỏ tuổi nhưng cách cư xử của cô với bậc tiền bối như vậy là rất khó có thể chấp nhận. Trước sự chỉ trích của công chúng, phía Phương Mỹ Trì cho biết về việc giọng ca nhí đến buổi họp báo của danh ca Hương Lan trễ là điều không thể lường trước. Theo đại diện của Phương Mỹ Trì, do nữ ca sĩ đang bận đi học và được ca sĩ Quang Lê mời đến họp báo nên phải đợi học xong cô mới có thể đi dự. Riêng việc có thái độ chảnh chọe, phía Phương Mỹ Trì đã từ chối trả lời vì cho rằng thái độ sống của cô từ trước đến nay đều được mọi người biết rõ nên không cần phải giải thích quá nhiều. Ban nhạc từng gắn bó với thế hệ 8X và 9X đời đầu Boyzone vừa lên tiếng xác nhận album và tour diễn tiếp theo của mình sẽ là dấu chấm hết cho quá trình hoạt động của 4 thành viên. Thông tin rò rỉ vào cuối tuần qua, theo giờ địa phương, nhóm đang cân nhắc dừng lại hoạt động sau hơn 25 năm. Thành viên trong nhóm đã phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, vào thứ hai vừa qua, 4 thành viên đã thông báo trên Instagram rằng nhóm sẽ trở lại với một album cuối cùng trước khi đường ai nấy đi. Tờ The Sun đã đưa tin cho biết album cuối cùng của nhóm sẽ nhằm tri ân thành viên quá cố Stephen Getney, người đã qua đời vào năm 2009 ở tuổi 33. Hôm 1 tháng 5, Kobe đã tung teaser MV đầu tay mang tên Latata. Đây là Gen Group thế hệ mới nhất của công ty sau 3 năm CLC ra mắt. Đoạn teaser đã nhanh chóng được K-pop fan chú ý vì phần nhạc của Latata khá bắt tai, có vẻ như ngay lần đầu ra mắt. Kobe đã cho các cô gái theo đuổi hình tượng mạnh mẽ và chất chê như đàn chị 4Minus. Album và MV đầu tay này đã chính thức lên sóng vào ngày 2 tháng 5. Bộ phim xoay quanh số phận cuộc đời của hai người chị em cùng cha khác mẹ, Duyên và Ngọc. Duyên là con người vợ cả, Ngọc là con vợ lẽ. Duyên là một nàng tấm xinh đẹp nết na và rất chịu khó, còn Ngọc là một cô nàng cám vô cùng thanh khiết và ngây thơ. Lẽ thường trong đời, khi con người ta phải chịu quá nhiều đắng cay tủi nhục thì con Duyên xéo lắm cũng quằn, và đó chính là điều đã âm thầm diễn ra trong đầu Duyên. Những bất công hắt hủi từ khi còn bé cùng với nỗi căm hận cha và mẹ kế vì đã khiến mình mất đi người mẹ thân yêu, khiến cho cô gái đáng thương Duyên dù mang vẻ ngoài yếu đuối, nhu mì nhưng bên trong lại đang khởi phát những âm mưu trả thù tàn độc. Cô luôn tâm niệm phải làm sao để cho mẹ con dì ghẻ, bà Sáng và Ngọc phải sống trong đau khổ. Duyên hứa với lòng mình, cô sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Ở phía ngược lại,
Ngọc mang nét trong sáng và hồn nhiên của một người con gái được mẹ cưng chiều, chưa bao giờ phải trải qua những sóng gió cuộc đời. Cô hết mực yêu thương người chị cùng cha khác mẹ của mình, nhưng lại quá vô tư tới mức trở thành nguồn cơn của những cơn giận của mẹ trút lên chị gái. Có lẽ mọi sự vẫn sẽ yên bình trôi qua nếu hai cô gái chưa tới tuổi cập kê. Duyên vẫn tần tảo và lam lũ, Ngọc vẫn là một cô gái ngập tràn tình yêu với cuộc đời. Nhưng không, tình yêu đã hóa thành chất xúc tác để làm đánh thức mọi phiên bản Duyên mưu mô quỷ quyệt, không từ bất cứ thủ đoạn nào để trả thù, che giấu sự xào quyệt dưới vẻ bề ngoài. Thương yêu em gái, nhẫn nhịn chịu đựng mẹ kế, Duyên cướp đi tình yêu của Ngọc là Quân, rồi lại quay sang bỏ rơi Quân khi tìm được con mồi giàu có hơn, thành đạt hơn và quan trọng nhất, Minh chính là con mồi mà bà Sáng nhắm tới làm con rể. Bị chị gái cướp đi tình yêu nhưng Ngọc vẫn một lòng một dạ tin chị, cầu mong Duyên hạnh phúc và hy vọng chị gái mình sẽ tìm được bình yên sau chuỗi ngày bị mẹ kế đối xử bất công. Ekip làm phim đã khéo léo dẫn dắt người xem đi qua các cung bậc cảm xúc để hiểu và đồng cảm với nhân vật. Thật khó để nói Duyên đáng thương hay đáng trách, hay đơn giản đó chính là sản phẩm được nhào nặn bởi chính những đắng cay của cuộc đời. Và cũng thật khó để nói liệu Ngọc có xứng đáng được hạnh phúc sau những bất hạnh mà mẹ cô đã gây ra đối với Duyên hay không. Câu trả lời hoàn toàn nằm ở sự thấu hiểu của khán giả. Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.